khi có cái Hiệp định Paris về Việt Nam thì cũng gần như trở lại giống như là cái Genève trước đây, tức là chính quyền Sài Gòn đó lúc bây giờ là Nguyễn Văn Thiệu là quyết làm sao mà giữ được cái lợi thế về mình và tiếp tục bình định và tiếp tục không chấp hành cái Hiệp định Paris về Việt Nam. Là lúc bây giờ đó trong nội bộ ta là có hai xu hướng, còn một xu hướng cho là bây giờ ngừng bắn rồi, không tạm, thằng dân là ngừng bắn, ta là nên là ngừng bắn mới sẽ ngừng bắn hòa hoãn, rồi còn một xu hướng nó nhất định là đánh. Thế thì rõ ràng là nó đánh. Vì vậy tôi theo dõi tôi thấy là anh Sầu Dân, Bí thư và Chỉ huy và anh đấy là anh tư lệnh đấy, và lãnh đạo quân dân khu chính lúc ấy là có công lớn. Bộ tư lệnh quân khu là có chuẩn bị tư tưởng của bộ nội ta cả bộ trí rồi, là phản công cực kỳ quyết liệt. Qua những cái cuộc chiến đấu rất là quyết liệt đó thì giành được thắng lợi vẻ vang. Ông có một cái tầm nhìn nó hệ thống toàn cục, rồi từ đó mới thấy cái vấn đề và cái gút hoặc là cái đỉnh cao của câu chuyện đó để mà nắm. Một con người ấy nói rằng tầm vóc thì cái suy nghĩ rất là sâu rộng nhưng mà lại rất là cụ thể nữa, chứ không phải sâu rộng. Ví dụ như có người thì chỉ nghĩ được cái lớn cái rộng thôi, còn cái phần cụ thể thì ở những bộ phận nào người ta tiếp thu ta làm chỉ đạo luôn tới phần cụ thể. Đồng chí Võ Văn Kiệt cũng là một cái người có nhiều cái mới trong lãnh đạo, có nhiều cái quyết đoán. Ví dụ như ngay những cái câu chuyện lớn mà chúng ta biết rồi đó, thí dụ như là đường dây 500 kV là một sự quyết đoán, một sự quyết định, và rõ ràng là nó cho ra cái kết quả rất là cụ thể. Dám làm, dám nghĩ, dám làm. Ông khoái dấn thân vô những cái gì khó khăn, cái gì mắc mưu động cặn ở trong dân thì ổng khoái tìm hiểu để ổng giải thích. Khó khăn nên bây con người đấy vẫn lạc quan, con người lạc quan đó. Lạc quan không phải là lạc quan theo kiểu vô cớ, mà lạc quan là tự tin vào cái mục đích của mình, vào cái con đường của mình, vào cái hành động của mình. Cái ánh mắt đấy, cái nụ cười đấy, trong những gì khó khăn nhất, cái nụ cười ấy vẫn tươi ghê gớm. Và cái sự chân thành đấy. Rất nhiều người Việt Nam có thể tự nhận mình là yêu nước chân thành. Và đúng là như thế. Nhưng mà khi gọi một người như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một người yêu nước chân thành ấy, thì tôi nghĩ là nó đúng ở khía cạnh là cụ chân thành từ lúc mới còn, khi còn trẻ. Khi lựa chọn đi theo cách mạng, đi hoạt động cách mạng, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, trải qua chiến đấu nhiều năm, trải qua rất nhiều cương vị lãnh đạo đất nước, lãnh đạo từ trong khi đất nước còn chiến tranh cho khi đất nước hòa bình. Chân thành nhất của ông Kiệt đó chính là cái gì mà làm tốt cho dân được ấy, thì làm, cái gì mà tốt cho đất nước được ấy, thì làm. Ấp Bình Phụng, làng Trung Lương, nay là xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, là nơi 100 năm trước có vợ chồng người nông dân Phan Văn Dựa và Võ Thị Quế sinh sống. Nhà nghèo lại đông con, người con út được sinh ra vào ngày 23 tháng 11 năm 1922. Tên khai sinh là Phan Văn Hòa, thường gọi là Chín Hòa, chính là cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt sau này. Thời niên thiếu khốn khó và tận mắt tai nghe bao điều ngang trái về áp bức bóc lột tại miền quê nghèo đã đưa cậu thiếu niên Chín Hòa mới 16 tuổi sớm đến với cách mạng. Cuối năm 1939, Chín Hòa sớm được giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau đó cũng chính ông
là một trong những người chỉ huy cuộc nổi dậy đêm 23 tháng 11 năm 1940 ở Vĩnh Long. Đêm Cộng sản dậy, theo cách nói của dân chúng lúc đó, và Nam Kỳ khởi nghĩa, theo cách gọi của lịch sử Đảng Cộng sản sau này. Ở tuổi 18, ông đã là vị thủ lĩnh mưu trí, can trường, dẫn đầu hàng trăm người đi đánh đồn Bắc Nước Xoáy, đánh chìm hai chiếc phà, cắt chi viện của địch từ Vĩnh Long xuống Vũng Liêm và Trà Vinh. Kết hợp với lò rèn, rèn vũ khí nè, mày rèn mã tấu nè, rồi tầm dông vạt nhọn nè, sắm dây luộc nè, cột đầu cây roi tầm dông để mà khi gặp giặc bắt trói, vân vân. Ở đó vũ khí đâu có, mà chỉ dùng tầm dông vạt nhọn với dây luộc rồi đó. Trong những năm tháng thực dân Pháp tiến hành khủng bố ác liệt sau khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, từ năm 1941 đến năm 1945, ông đã bám đất bám dân, hoạt động trong phong trào cứu quốc ở khu vực Tây Nam Bộ. Trong tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, ông là ủy viên tỉnh ủy lâm thời tỉnh Rạch Giá, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương. Thành công của cuộc khởi nghĩa ở Rạch Giá cùng thành công của cuộc tổng khởi nghĩa ở các địa phương Nam Bộ đã góp phần làm nên thắng lợi to lớn, trọn vẹn của cách mạng tháng 8 năm 1945, thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí Võ Văn Kiệt luôn có mặt tại chiến trường Nam Bộ nóng bỏng, lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng. Để hình dung cái gian khổ thì anh Kiệt đầy đủ không thôi, không phải thôi. Và do đó tôi muốn nói thế này, một cái lãnh đạo bám trận địa, sống chết với nó và gây dựng nên được cơ đồ. Trở lại thời điểm năm 1973, việc bảo vệ quan điểm đánh trả âm mưu tràn ngập lãnh thổ mà chính quyền Sài Gòn phát động của Bí thư khu 9 Võ Văn Kiệt và Tư lệnh Quân khu 9 Lê Đức Anh là việc làm rất quan trọng, xuất phát từ thực tiễn và vì lợi ích chung, cũng thể hiện sự dũng cảm, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Trung ương và trước nhân dân. Thượng tướng Trần Văn Trà từng viết trong hồi ký: nếu như từ năm 1973, chúng ta tin rằng bằng cách này hay cách khác, Hiệp định Paris sẽ được thi hành, giống như chúng ta đã tin 2 năm sẽ có tổng tuyển cử hồi Hiệp định Geneva, thì tình hình đã không như bây giờ. Bây giờ mà Thượng tướng Trần Văn Trà đề cập là đại thắng mùa xuân 1975. Những điều đó đã kết thúc hơn 117 năm đất nước chúng tôi mất quyền độc lập tự do. Tức là chúng ta có hai cái bộ chỉ huy tiền phương Bắc mà đồng chí Trần Văn Trà làm tư lệnh đấy, và bộ chỉ huy tiền phương Nam. Thì bộ chỉ huy tiền phương Nam chính là đồng chí Võ Văn Kiệt. Bộ chỉ huy tiền phương Nam là tập trung ở trong nội thành để mà chỉ đạo cho lực lượng vũ trang, đặc biệt là biệt động của quân khu, biệt động của thành phố và các cái lực lượng vũ trang, đồng thời chỉ đạo cho các cái cánh, các cái đơn vị là chính trị vũ trang ở trong thành phố đó nổi dậy giành chính quyền. Chúng tôi rất là vui mừng bởi vì đồng chí Võ Văn Kiệt là thần tượng của chúng tôi, là những người đã gắn bó một cái thời gian dài ở cái khu Sài Gòn Gia Đình. Và như thế là cùng với quân và dân Sài Gòn Gia Đình, cùng với bộ đội là của chúng ta giải phóng quân từ ngoài vào, thì chúng tôi tiến hành cái chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ở trong nội thành. Thăng trầm trong hai cuộc kháng chiến, có lúc những cái chiến thắng mà có thể nói là cái nỗi vui mừng cũng lớn, nhưng chưa có lúc nào mà mình cảm thấy
mình cứ vui mừng cho cả dân tộc mình, cho cả đất nước mình như xã hội của mình thống nhất tổ. Nó cảm giác một cái rất lạ lùng, mà cả tuần lễ cảm thấy đi ở trên đường nó như chân mình nó không biết cái nó lâm lâm như thế nào, nó như là nó bàng hoàng, mà cái mong đợi nó đến mình một cách rất là tốt đẹp như thế. Ngày 24 tháng 1 năm 1976, Ủy ban Quân quản Sài Gòn ra định làm lễ bàn giao cho Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố do đồng chí Võ Văn Kiệt làm chủ tịch. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, thành phố Sài Gòn ra định chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 1976, ông được phân công làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh đồng chí Võ Văn Kiệt trao lá cờ cho lực lượng thanh niên xung phong, mà lúc bây giờ tôi được vinh dự là đại diện đứng ra nhận cái lá cờ đó, làm cho tôi có thể nói xúc động vô cùng. Đảng tin lực lượng thanh niên, đảng giao cho nhiệm vụ cho thanh niên, những cái nhiệm vụ phải đi đầu, với mũi nhọn phải xung kích trong các cái lĩnh vực mới của đất nước. Cách mạng Việt Nam bước vào giai đoạn mới, cũng chính từ nơi đây ông đã được người dân yêu mến, dành cho những danh xưng anh sáu dân, chủ tịch gạo, bí thư xé rào, với những quyết sách mạnh dạn, táo bạo, năng động và đổi mới của mình. Trời đất ơi, hồi đó đâu có cho mà cái tỉnh này, cái huyện này có gạo của tỉnh khác. Rồi lúa gạo từ miền Tây đâu có trở về đây được. Thì ông với bà Ba Ti nha, ông Năm Ẩn nè, ông Lữ Minh Châu nè, họ bàn cái cách mua lúa, mua gạo đưa về Sài Gòn. Hồi chúng ta có một thời mà cả nước còn nhớ mãi, đó là thời ngăn sông cấm chợ. Thế và lương thực thực phẩm từ miền Tây đi về Sài Gòn bị ngăn chặn rất là nhiều khó khăn. Trong khi ở đây thì thiếu gạo, thiếu thực phẩm. Thì ông Kiệt là người đã đứng ra kêu gọi những cán bộ của cái ngành lương thực thực phẩm là hãy đi về xứ đồng bằng sông Cửu Long, nói với các tỉnh ấy là cố gắng chuyển gạo cho chúng tôi. Còn nếu mà chúng tôi sẽ chuyển trở lại nhu yếu phẩm công nghệ cho các tỉnh, còn các tỉnh thì hãy chuyển gạo, chuyển thực phẩm cho chúng tôi. Nếu mà đi đường bị người ta khó khăn, hỏi han, xin lỗi, bị bắt chẳng hạn, thì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ là người đi lãnh ra. Tôi chịu trách nhiệm việc ấy. Vì chúng ta không đi buôn bán, chúng ta chỉ lo thực phẩm cho dân. Không thể nào để cái thành phố đông dân này có thể thiếu gạo, thiếu thực phẩm được. Rõ ràng, ông đã thấm sâu sắc lời dạy của Bác Hồ. Người dân chỉ biết giá trị của độc lập, tự do khi được ăn no, mặc ấm. Các cái nhà máy đang thiếu nguyên liệu, thế thì nhập nguyên liệu về bằng đường nào, trong khi Việt Nam đang bị bao vây, bị cấm vận? Thì bằng mọi cách, ông Kiệt nói với cán bộ là bằng mọi cách phải có nguyên liệu cho sản xuất, và các nhà máy phải bung ra, người ta gọi là xé rào, và người chịu trách nhiệm về cái sự bung ra, cái sự xé rào ấy là ông Kiệt. Trừ hết các cái phí tổn, trừ hết các cái phần của nhà máy và công nhân lao động rồi nộp thuế, thì cái phần còn lại đó thành phố mới mang cái sản phẩm đó đi xuống với miền Tây, đi xuống với đồng bằng sông Cửu Long, đổi lấy nông sản để mà xuất khẩu. Vì lúc bây giờ nông sản tuy ít nhưng mà được đem xuất khẩu thì có giá trị rất lớn, và từ đó
lại nhập vật tư nguyên liệu vào. Và như thế cái dòng quay của nhà máy nó chạy được, nó kéo theo cả một cái dây chuyền từ nông nghiệp, công nghiệp, rồi thương mại, dịch vụ đều chạy được. Như vậy là bắt đầu kinh tế thành phố nó khởi sắc. Có thể thấy tư tưởng và con người của ông Sáu Dân chính là hình ảnh khắc họa rõ nét nhất, chân thật nhất về lời dạy của Bác, về bài học dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ông nói là ông chịu trách nhiệm, cứ thế mà làm. Mà những cái đó là những cái đổi mới đó. Rõ ràng là cái xé rào bung ra đó của đồng chí Võ Văn Kiệt và tập thể lãnh đạo thành ủy là nó có hiệu quả và nó phù hợp với cái thực tiễn của thành phố và kể cả thực tiễn của miền Nam. Cho nên các cái tỉnh cũng bắt đầu làm theo cách của thành phố. Đó là tiền đề của cái đường lối mà đảng sau này đến 1986, cái đại hội 6 đó quyết định thành cái đường lối đổi mới. Năm 1981, ở tuổi 59, ông rời thành phố Hồ Chí Minh về nhận nhiệm vụ ở chính phủ. Dù là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hay sau đó ở cương vị Thủ tướng Chính phủ, ông đã dốc hết sức mình cho công việc điều hành guồng máy, quản lý và xây dựng đất nước. Vẫn giữ phong cách của một anh hai Nam Bộ, cùng tinh thần của một người cách mạng, tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa. Ở ông dường như luôn tỏ ra một nguồn năng lượng, một bầu nhiệt huyết hết sức dồi dào. Một ham muốn cống hiến sôi sục và luôn luôn trăn trở, tìm tòi, đổi mới. Muốn ngày hôm nay phải hơn, phải khác ngày hôm qua, và ngày mai, ngày kia phải thực sự là những ngày mới. Ông quan niệm phồn vinh là hạnh phúc của nhân dân. Không chỉ là lý thuyết, mà phải là hiện thực trong cuộc sống độc lập, tự do, thống nhất, là tư tưởng xuyên suốt trong lãnh đạo, điều hành đất nước của ông. Đã 28 năm, kể từ ngày đóng điện, đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 1 vẫn vận hành an toàn, thông suốt, mang điện tỏa sáng muôn nơi, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, biểu hiện tầm nhìn chiến lược, quyết định đúng đắn của Đảng và Nhà nước, chí sáng tạo, tinh thần quyết tâm lao động quên mình và trách nhiệm cao của đông đảo đội ngũ cán bộ phụ trách, kỹ sư và công nhân Việt Nam. Trong đó phải nói đến vai trò đặc biệt quan trọng của người đứng đầu chính phủ lúc bấy giờ, Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Xuất phát điểm bức xúc nhất là miền Bắc thừa điện, nhưng mà miền Trung với miền Nam thì thiếu điện. Nguồn thủy điện năng lượng của mình ở miền Bắc trước mắt là nó thừa, nhưng mà vì cái cơ cấu điện nó phải tăng lên nhanh cái nhiệt điện với một cái tỷ lệ tương xứng, thì có một cái lưới điện hòa giữa các vùng, tức là thủy điện các vùng với lại nhiệt điện lên cái mạng lưới chung. Thì như vậy là chúng ta chủ động giải quyết được cái điện, cái nhu cầu điện của từng vùng. Chính phủ quyết định là thi công 2 năm. Trong đó cũng nêu nếu 2 năm thì đảm bảo 3 vấn đề. Một là chất lượng, hai là an toàn, ba là thời gian. Tuy nhiên ngay từ đầu, đây được xem như một nhiệm vụ tưởng chừng khó khả thi với nhiều dự báo đầy trắc trở. Tôi cũng đồng ý với các đồng chí là đây khó khăn ở trên cái tuyến đường điện này. Thế thì bây giờ người ta cũng muốn làm ăn với mình, nhưng mà vấn đề là điện, vấn đề năng lượng, vấn đề điện. Trở ngại lớn nhất là nếu mà hợp tác với anh sản xuất mà không có điện, hoặc là điện rất thất thường, không bảo đảm cái an toàn cho cái sản xuất của người ta, thì cái đó là cái trở ngại rất lớn của chúng ta. Thủ tướng Võ Văn Kiệt hay là anh Sáu là một con người quyết liệt, quyết đoán, trong điều kiện không có tiền, khó khăn đủ mặt mà không có anh Sáu Dân thì không có cách nào mà làm được đâu.
là không có bàn cãi gì nữa cả. Không có nói làm không làm nữa. Chỉ có thể là làm sao thật nhanh và gấp rút đưa cái đường điệu màu làm sao nhanh nhất mới được 2 năm. Sau khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt bấy giờ phát lệnh khởi công đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam, toàn tuyến đã xung trận với quyết tâm cao nhất. Khi kết thúc đúng 2 năm thì có thể nói là một cái niềm tự hào của cán bộ, công nhân, cán bộ kỹ thuật của mình. Họ làm cực lực và rất sáng tạo. Thì có thể một số chuyên gia của Úc, của nước ngoài đó, họ chứng kiến cái đường dây 500 thì họ phát biểu với tôi, từ đó mà họ hiểu thêm rằng Việt Nam tại sao thắng được Mỹ. Sau này thực tế đã chứng minh rằng những cái điều mà ông khẳng định là đúng. Chúng ta thống nhất trọn vẹn khi mà đã đưa được cả điện từ miền Bắc vào miền Nam để làm nông nghiệp, để làm lâm nghiệp, để cả nước cùng phát triển được. Với tầm nhìn chiến lược và sự sâu sát thông hiểu tính đặc thù thực tiễn mỗi vùng miền, ông đã đích thân cùng các nhà khoa học đi khảo sát để tìm cách thoát lũ và rửa phèn cho vùng đất tứ giác Long Xuyên. Dù thời điểm mưa lũ sắp đến, ông vẫn quyết tâm cho khởi công đào kênh ngay, huy động sức người hối hả hoàn thành con kênh trước mùa để xả lũ. Vậy là chỉ 4 tháng sau, tháng 8 năm 1997, kênh T5 hoàn thành. Công trình này đã biến vùng đất chết đầy phèn chua trở thành vùng đất màu mỡ trù phú hôm nay. Người dân gọi thân thương kênh Tuần Thống T5 là kênh ông Kiệt và ngợi ca rằng người nhờ đất để sống, đất nhờ người có tên. Người ta lúc nào cũng nhớ ơn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là người ta phấn khởi mà, tức là từ nghèo khó bây giờ nó thoát nghèo vươn lên khá giả này khác, rồi ruộng đất thì minh thiêng, nên người ta rất phấn khởi. Thì quyết định đào thì chú Sáu là người quyết định, thì cũng gặp cái phản ứng này nọ rồi kia, nhất là nó làm ở 2 tỉnh mà đâu dễ gì một tỉnh mà đào được. Mà chú Sáu thì ông cũng có cái quy với đồng bằng này lắm, cho nên là ông nói đâu ông cũng nghe đó. Cho nhờ vậy mới đào được. Thì đào được, tôi mới nói cái tác dụng của nó mà mình mới thấy là sau khi nó thông tiếng rồi đó, thì toàn bộ là nước úng nó không còn nữa, mà nước bạc từ sông Hậu này đó là nó xuống tới biển luôn. Nó qua 7 cầu rồi, mà đặc biệt là nó qua từ cái Châu Đốc mà đi xuống Long Xuyên này đó, là những cái kinh cấp 1 đó, mặt Cần Dưng rồi là nó thoát qua đây được hết. Cho nên là nước bạc nó vô, nó ra tới biển luôn. Từ những đóng góp cả tư duy và hành động cho việc xóa bỏ cơ chế kinh tế quan liêu, bao cấp, đến hoạch định và thực hiện đường lối đổi mới đất nước, một loạt công trình quan trọng lần lượt ra đời. Cùng với đó là phát triển ngành dầu khí, viễn thông, hàng không, các tổng công ty lớn của nhà nước, các đại học quốc gia, các khu công nghệ cao, làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, ông đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện đường lối ngoại giao rộng mở, thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Tuyên bố của Tổng thống Biden công nhận ngoại giao và thiết lập quan hệ bình thường với Việt Nam là một quyết định quan trọng, phản ánh nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân Mỹ muốn khép lại quá khứ chiến tranh, xây dựng mối quan hệ bình thường, hữu nghị và hợp tác với Việt Nam. Ông cũng có vai trò rất lớn trong triển khai chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, thiết lập sự liên kết kinh tế khu vực và thế giới. Tất cả nói lên tâm huyết và những nỗ lực phi thường của ông trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, để lại dấu ấn Võ Văn Kiệt, góp phần xây dựng nền móng kinh tế, văn hóa, xã hội của nước nhà. Có cảm giác là ông Kiệt không bao giờ hài lòng với tất cả những vấn đề gì mà chỉ mang lên bàn họp. Bàn họp tất nhiên là họ đã phải chuẩn bị kỹ lắm mới có thể mang các vấn đề lên bàn họp. Nhưng mà chỉ như thế thôi ông cũng không yên tâm. Ông phải tiếp tục đi nữa, tiếp tục nghe nữa, nghe từ nhiều nguồn khác nhau để có thể đi đến một cái quyết định cuối cùng nào.
Khi trở về với cuộc sống đời thường, dù không còn chức vụ, tuổi đã cao, ông vẫn xung sáo đi khắp mọi miền của Tổ quốc, tiếp xúc với đủ thành phần dân chúng, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Làm gì? Làm cầu thủ, hả? Cầu thủ đá bóng qua cái dạng cầu thủ đá bóng. Với sự am tường sâu sắc về tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Sáu cho rằng đoàn kết có nghĩa là chung lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ đất nước, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, vượt lên trên những sự khác biệt, kể cả sự khác nhau về chính kiến, để khép lại quá khứ, hướng về tương lai. Ông thấu hiểu nỗi đau mất mát của chiến tranh, biết bao nhiêu chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh để đất nước có ngày thống nhất. Bởi cũng chính chiến tranh đã cướp mất của ông những người thân yêu nhất. Đặc biệt trong cái chống Mỹ, thời chống Mỹ, thì nhà tôi và hai cháu đã bị bom đạn của Mỹ bắn chết trên chiếc tàu Thuận Phong, thì nó bắn chìm chiếc tàu và chết luôn cả nhà tôi với hai cháu, một cháu gái một cháu trai. Buồn lắm anh, đúng ra ông khóc rồi tôi cũng thấy thiệt, nhưng rất là buồn. Ông nói nữa, ông chỉ nói tôi à, nói tiếng Sáu lên bị vậy đó. Tôi chú Sáu cũng bơi xuồng, hồi đó mình bơi xuồng không thôi mà, bơi cũng dài dài từ chợ cũ lên kiếm, cũng đâu có gặp, với nó chết làm sao chìm quá, mất tiêu luôn. Và sau đó, tôi có người con cả mà trong này, trong miền Nam gọi là thứ hai. Gửi ra miền Bắc và nó đang học ở trường Nguyễn Văn Rỗi, thì nó được tin mẹ và hai em bị giặc Mỹ bắn chết, thì nó xin các bác các chú về miền Nam để chiến đấu, tham gia vào cái đại đội trinh sát để trực tiếp chiến đấu hơn. Ra chỉ cái điền Nguyễn Văn Rỗi đêm hy sinh luôn, ông khóc bỏ ăn, ông biết ra là chết rồi. Chắc chắn ra là chết, vì lúc đó chết dữ lắm em á. Cháu đi chiến đấu mà hy sinh, nó coi như mình chấp nhận trước, hoặc là còn, hoặc là... Phải không? Quen quen rồi thôi, thôi giống rồi thôi chứ không phải. Tôi tính là Hà Nội á. 86 tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng vô cùng sôi nổi, cống hiến. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo tài năng, là thế hệ học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở ông, người ta không chỉ thấy tinh thần thép của con người đã tôi luyện qua bom đạn chiến tranh, mà còn cả tư duy tiến bộ luôn đi cùng thời đại trong thời kỳ độc lập, hòa bình. Có một nhà báo đã từng viết, những ai đã phấn đấu hy sinh hết lòng vì dân, vì nước, thì lịch sử, cuộc sống sẽ không bao giờ quên họ, bởi vì đó là những nhân cách lớn. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chú Sáu Dân, anh Sáu Dân, chính là một con người không thể nào quên như thế.